Mẹo chọn dưa hấu ngon ngọt bằng cách vỗ và cảm nhận âm thanh từ quả dưa hấu xuất phát từ kinh nghiệm từ xưa của người nông dân trồng dưa. Qua thời gian dài quan sát và thử nghiệm, họ đã nhận ra rằng những quả dưa phát ra âm thanh trầm, chắc khi vỗ thường chất lượng tốt nhất. Kinh nghiệm ấy dần được truyền bá rộng rãi, trở thành một phương pháp quen thuộc được nhiều người áp dụng khi đi mua dưa hấu. Dưa hấu có vỏ cứng, bên trong chứa phần thịt với hàm lượng nước lớn. Khi ta vỗ vào bề mặt quả, sóng âm sẽ truyền qua cấu trúc này. Khi bạn vỗ vào quả dưa hấu và nghe thấy tiếng bịch bịch, đó là dấu hiệu của một quả dưa hấu già, ngọt ngọt. Tiếng bịch bịch này cho thấy phần thịt bên trong quả dưa đã phát triển đủ, đậm đặc và có ít khoảng trống chứa không khí, là biểu hiện của một quả dưa hấu đã chín đều, độ ngọt cao và kết cấu giòn ngon. Đây cũng là cách giúp nhận biết quả dưa tươi ngon mà không cần phải cắt ra kiểm tra trực tiếp. Ngoài ra, động tác vỗ vào quả dưa hấu không chỉ mang lại thông tin qua âm thanh mà còn cảm nhận của tay. Khi vỗ vào bề mặt của quả dưa, người mua dưa sẽ cảm nhận được độ phản hồi của nó. Dưa hấu chín và ngon ngọt tạo cảm giác êm ả, chắc nịch trong lòng bàn tay. Quả dưa hấu không ngon hoặc đã vỡ có thể đem lại cảm giác rỗng hoặc rung động mạnh nhưng không lan tỏa đều.